này giá đúng không? LMRM nè, Son Min, Kevin, Nedved, Ronaldo, Gullit, Cruz, 4231 luôn, đều luôn, đều luôn. Nhưng mà cái đội hình này để tôi chỉnh lại chiến thuật đã, đội hình C1 đúng không? 4231 C1, tính là tôi đá phải 10 đội hình luôn ha, tính là được cái đội tôi đá là 10 đội hình luôn chứ. 1 đội hình, 2 đội hình nè, 2 đội hình, 3 đội hình, 4 đội hình, 5 đội hình, 6 đội hình, 7 đội hình, 8 đội hình, 9 đội hình, 10 đội hình luôn á. 10 cái sơ đồ là 10 cái sơ đồ khác nhau luôn, tính là tôi đá 10 đội hình luôn á. Quá trời đội hình cho anh em lựa chọn không, 10 đội hình luôn. FIFA 24 này quá đa dạng đội hình. 4231 này sẽ ưu tiên những đường truyền nó gần nhau thôi, truyền ngắn thôi, phản công cũng chậm thôi, không nhanh đâu. Chậm mà 50 mà. Tạt bóng thấp thôi, tại tạt bóng gần thôi mà, truyền bóng sóng 3 đi, sút cao tí. Gây áp lực quyết liệt, cự ly đội hình. Nhiều nhiều ông chơi tôi có mấy đội hình đi đá lại hoài ta, 10 đội hình muốn gì nữa. 10 đội hình trong FIFA 24 rồi. Tỉ nát chạy chỗ nha. Son Min, Kevin em này. Đôi này thì hai hậu vệ cánh phải chạy lên rồi, chắc chắn rồi. Kevin De Bruyne phải lui về, lên phiên bản này phải lui về, phiên bản này không lui về chết luôn, để không mặc định thôi. AR này để ra 1-3 nha, nhưng phải hỗ trợ tấn công nữa không nè. Một tháng kiếm 30 tỷ là một ngày mở thẻ được 1 tỷ à, đỉnh quá vậy, một ngày mở thẻ 1 tỷ là đỉnh đó chứ. Ok, và ngày hôm nay sẽ chơi sơ đồ 4-2-3-1 nha. Tại lâu rồi cũng chưa đá sơ đồ này và cũng đã mất chiến thuật để chỉnh lại cho anh em luôn. Và anh em có thể chọn nhà quản lý nha. Nhà quản lý 4-2-3-1 để ưu tiên cái khả năng truyền chính xác nha mọi người nha. 4-2-3-1 là ưu tiên khả năng truyền chính xác. Để xem thử ngày hôm nay đối thủ tôi sẽ đá đội hình gì. 4-2-3-1 được tính truyền chính xác nè. Ồ, không có truyền chính xác luôn hả? Tốc độ truyền đi. Tốc độ truyền với lại đỡ bước 1. Tốc độ truyền với lại sút chính xác nè, Jim Goodwill. Goodwin. Ủa, 4-2-3-1 không có chuyện xét ta. Hôm nay đá giải EALL không ta? Hôm nay đá EALL đi, kiếm BB này mà. Hôm nay đá EALL kiếm BB đi. BB hiện tại cũng đang rất là hiếm rồi. Kiếm BB đi, EALL kiếm BB. Hôm nay đi thu BB nha. 4-2-3-1 đi thu BB nè, thu BB về cho BB dạo này nhỉ, ít rồi. Bạn em đang xem để lại một like luôn nha mọi người, cảm ơn em rất là nhiều. Benzema World Cup 22 hay MSL? Benzema World Cup đi, số cao hơn. Mới ra nữa. Trường An Bin đã rescan 5.000 đồng. Check dùm EOACK Trường An. Cảm ơn Trường An nha, nhưng mà mai Trường An ơi, mai 7 giờ nha. Mai 7 giờ đến 9 giờ check nha mọi người. Mai. Anh em báo từ sớm sớm vậy, báo trễ quá, giờ vô đá không tiêu rồi. Mai check. Cảm ơn Trường An rất nhiều nha. Nha. À, mọi người nhớ để lại tôi một like và một subscribe để nhận video livestream sau luôn nha mọi người nha. 4-2-2-1-1 sẽ đối đầu với lại 4-2-3-1. À này tính là anh em khắc chế anh em với lại 4-2-2-1-1 luôn nè. Bài này em cách khắc chế luôn nha. Giống như lần trước 4-2-2-1-1 nó gần giống như 4-2-3-1 đó. Nhưng 4-2-3-1 thì sẽ bàn bật nó gần hơn. 4-2-2-1-1 với ông sẽ từ hai CAM ông triển khai ra cánh. Đó. Chế luôn cho anh em luôn 4-2-3-1. Hai vòng một này ban bật dễ lắm, chuyện gần nhau mà. Chuyện gần nhau à, chuyện vô CDM cũng chạy lên tấn công nên mình khoảng cách rất là đều nhau. Tấn công nó cực kỳ đơn giản. Lụm liền, đấy, tôi đá đơn giản như vậy là lụm nha. Đó, pressing tầm cao luôn là anh em cũng lụm được luôn á. Pressing tầm cao là anh em lụm được luôn á. Thà Quý đã rescan 5.000 đồng. Em đá cộng 5k đủ tiền mua Galit. Em mua Big Icon cộng 5 thay ma thú The Sika ạ. À, cảm ơn Thà Quý nha, được chứ. Chứ con ma thú Icon cộng 5 nó silver chỉ có 2 con mà. 2, 3 con này. Không có con thứ 4 nữa. Sao mua nổi. Mua nó phải bù á, bù nhiều lắm á. Mà mấy ông top silver mới có thôi. Người bình thường cũng có nổi đâu. Chỉ có mua tự đập thôi. À, có 112 số rồi đúng không? Chứ là cái giá tiền nó thấp á, ít người đập. Mà sao không đứng hình luôn rồi, ao luôn hả? Anh em đấy thành hòa anh em đâu sợ thua đâu. Tại tôi dẫn công cho anh em mà. Đôi khi đá là tôi còn bị đít ra, tôi bị thoát game cái kiểu anh em còn được trận thắng nữa. Cúp điện rất mạng tùm lum hết chứ. Nhiều lý do để anh em thắng lắm. Anh em cũng không cần phải ao ra đâu, anh em biết đâu được hơn cái tôi thắng anh em có 5-6-0 nhưng mà tôi rất mạng tôi đít ra thì anh em vẫn được trận thắng à. Trời 4-2-1 tại ghê quá ha.
Cái 4-2-2-1-1 này nó sợ nhất là pressing tầm cao nha mọi người nha, tại vì đội hình này là đội hình rơi bóng và phản công không có nhanh. Đó, phản công nhanh không được đâu, phản công nhanh lên là hậu vệ mình cũng đập á. Nên là phải pressing tầm cao, anh em nào phòng ngự tốt khi gặp 4-2-1 anh em cứ mạnh dạn anh em lao lên đi. Không sợ bị phản công nhanh đâu. Tại đường nào họ sẽ phải truyền CAM rồi mới ra cánh được á. Ôi ơi. Nghe nói dễ thắng ghê, dễ mà. Đấy anh em thấy dễ, tôi thắng hai vàng đã racing tầm cao được ra lao, racing tạm đâu phản công nhanh được. 4-2-1-1 này không phản công nhanh được. Tại chỉ có một tiền đạo phía trên, không đủ người để tấn công nhanh. Họ sẽ phải tấn công từ từ á. Không thể nào tấn công nhanh được. Ôi. Sống mừng trong ghi bàn. Sống mừng trong ghi bàn. Trời. Anh em ra đây tỷ lệ thấp à? Trời ơi. Tỷ lệ thấp chứ đâu phải là không có đâu anh em. Tỷ lệ thấp đâu có đồng nghĩa là không có đâu. Anh em thấy cái tỷ lệ mà Leicester vô địch ngoại Anh năm 2016 đó nó có cao đâu mà nó vẫn xảy ra đó anh em à, nó vẫn xảy ra đó. Tỷ lệ thấp không đồng nghĩa gì không có nha, vẫn xảy ra nha. Hay quá vậy, trời. Hay quá vậy, chỉnh cái môn luôn. Ủa sao sao đó được tôi chiếu góc hay ta? Phải đâu tính vấn đề chứ. Tôi nghĩ là ông sẽ xuất chiếu góc. Tôi nghĩ anh sẽ xuất chiếu góc cho nên là tôi sẽ ủa tôi nghĩ anh đó tôi chính đề tôi xuất chiếu góc. Còn hắc não mình lại ta. Hay. À phải công nhanh không được nha. 4-2-2-1-1 phải công nhanh được đâu. Phản công rất là chậm. À, mất banh cũng không sợ phải công nhanh luôn á, tại phải công nhanh không có ai. À, phải công nhanh được đâu, cứ mạnh dạn racing vô là xong à. Đó, khúc mà nó lên đầy đủ người thì mới căng nè. Khúc lên đầy đủ người thì anh sẽ cầm banh. Đó, khúc mà lên đầy đủ người rồi thì mình nhớ kèm người lại kỹ nha. Bên này khi mà lên đầy đủ người cái chuyện có chịu lắm. Đó, khi đã lên đầy đủ người rồi, tấn công của cái đội hình này ở trong cấm nó đông người cũng cẩn thận lại. Hai. Cho nên khi vận hành cái đền 4-2-2-1-1 nè mà phải vận hành cho đủ người. Đó, còn anh nó phải không nhanh là anh sẽ không có đường. Hay quá vậy, chỉnh môn hay quá vậy. Tôi bị chỉnh hai lần rồi đúng không? Hai lần rồi nha, không lần thứ ba đâu. Ba nha. Phải không nhanh thì khó. Chỉnh hai lần luôn ta, bị chỉnh mua hai lần luôn ta. Ý rồi nha. Chỉnh mua rồi nha, hay hay, để chỉnh mua hai lần rồi đó. Không để cái lần thứ ba đi. Ấy, khỏi rồi. Chỉnh này cho ta, chỉnh nó chịu cho ta, chỉnh nó chịu chứ. Tôi mãi tập trung vào gôn anh. Tôi mãi tập trung vào gôn, sút luôn đó, chỉnh đi luôn cho khỏi sút, khỏi phải lăng tăng, sút luôn à, khỏi chờ, khỏi chỉnh vậy hên xui, năm ăn năm thua. À, anh chờ mình sút rồi anh canh chỉnh đúng không? Ok, sao canh chỉnh được? Tôi sút luôn á, canh đi. Ngờ liền chứ. Hay Ronaldo. À.
đấy, sao chỉnh được, sút luôn à, được sút luôn, tôi khỏi chần chừ á. Đúng rồi, mình chần chừ anh lanh nó ta. Thanh niên này hôm nay đọc tình huống ghê quá, mình chần chừ cái anh biết mình sút góc nào liền à. Đó, giờ tôi sút luôn á, khỏi chần chừ luôn, năm ăn năm thua, ai chỉnh trước ăn à, ai đón ai hơn ăn. Khỏi chần chừ đi. Mình canh anh canh mình ra, của mình anh canh mình thắng, vì mình sút luôn. Canh đi. Sút luôn à. Canh đi. Chỉnh đúng Honda đúng không? Dẫn vào à. Đó. Chỉnh đúng Honda. Hồi xưa chạy ghê quá vậy. Anh không phải không nhanh được, đội này không phải không nhanh được nha. Đó. Phải chờ. Phải chờ phải không nhanh lên, không đủ người. Cho nên cái đội này nè, không sợ bị phản công. Không đủ người á, có một hai thằng à. Đâu có hợp kịp. To hả Cruz? Ôi vậy tự tiến luôn hả? À, đâu đụng đâu, tiền ba đâu đụng đâu. Không phải không nhanh khó, anh em mà muốn phải không nhanh phải đá 4-2-1-3, 7-2 tiền vệ cánh lên thành 2 tiền đạo cánh là phải không nhanh được. Để 4-2-1-1 là phải không chậm lắm. Cho nên tôi cũng không thích đá cái đồ hình 4-2-1-1 là vậy á. Tôi đá là anh em thấy tôi luôn phải không vẹt đẹt lên mà đồ hình này nó chậm quá. 4-2-3-1 này cũng chậm nè. Đây. Anh sẽ phối hợp tạc này, tạc luôn hả? Gì vậy? Tạc luôn hả? Tạc ra ngoài, bài mới à, bảy bài tôi đó không được, bài đó thua đó không được. Bài tạc ra ngoài vòng cấm luôn rồi tôi thua. Ủa, bé chạy ghê quá vậy? Ôi. Không bán nhanh được đâu, không bán nhanh được, nhanh ai đâu, có người đâu. Người lên được hình đúng gì hết trơn rồi, người đâu bán nhanh được. Đá lên này phải bình tĩnh mới đá được. Bào giải anh em thấy đội hình 4-2-2-1-1. Bào giải anh em đá 4-2-2-1-1 quá. Rất là nhiều, tại vô đó phải bình tĩnh, đội này phải bình tĩnh đá được. Uống một liền. Ồ, tôi xích 15 cái rồi, xích ác quá vậy. Vừa xem video giúp đời của anh với LH70 cộng mở đang 104 rồi. Giúp đời xuống dốc cả đầu, cái có gối đó nó ngon, dở rồi chứ. Lụm BB nè, giờ đá xong trận lụm được 100 triệu BB nè. À, tới mùi lụm BB nè.